Bây giờ mình sẽ mua trà với cà phê các bạn. Mình bỏ vô cái xe mình coi nó thúi quá đi, chịu không có nổi. Mình nghe lời các bạn mọi người nè, để cho mình cũng chẳng biết như thế nào để mua cà phê. Có người nói sát cà phê, có người thì cà phê hộp, tôi cũng không biết lấy cái nào cho đúng nữa. Bây giờ tôi sẽ mua cà phê hộp đi ha. Kiếm cà phê hộp ra. Cái này người ta xây sẵn rồi. Cái hộp chắc đây không có quá. Trung Nguyên á các bạn. Các bạn, đây là con cá lóc của Mỹ nè các bạn. Trời ơi, cái đầu nó nhọn quắc rồi các bạn thấy không? Mà nó bự lắm nha. Mình chưa ăn con cá lóc Mỹ lần nào đó, thì có cái con đó nhỏ nhất á, mà không biết 4 đồng một phao. Nhìn nó lạ lắm các bạn. Giờ mua thử con cá lóc Mỹ về review cho mọi người xem nha. Ok. Trời ơi, có mấy con cá dưới kia nó bự khủng hoảng luôn. Trời ơi, con cá giống như cá hú các bạn, mà nó bự vậy nè. Tao nghĩ con nào cũng có trứng, bụng giống nhau vậy nha. Để con này thôi, con này nè. Dạ, để con đó thôi. Con kia nó quá bự đi. Con đó là bự lắm rồi. Con đó là nhỏ nhất trong hai con này, ba con đó đi. Rồi đỡ nó đủ rồi. Cháo cá lóc. Cháo cá lóc ăn canh chua. Ok, 35 đồng. Để nguyên, chỉ làm dãy cho em cắt làm dãy thôi. Giá thành ngon. Mình sẽ nấu cháo cá lóc nha các bạn, mà cháo cá lóc đặc biệt là cá lóc Mỹ. Nó khác với lại cá lóc Việt Nam mình rồi, cái đầu nó dài lắm. Cái đầu nó nhỏ quá. À. Ăn giống không chú? À, giống luôn hả? À, chú đó nói giống, chú người Việt Nam các bạn. Chợ thì chợ cũng người Việt ha, chợ Trường Thịnh ngay tại Dorchester. Bự lắm nha các bạn. Trời ơi, con này còn mấy ký lô này, chắc khoảng 4-5 ký vậy. Đây là con cá lóc mình mua trong chợ. Con cá lóc này là con cá lóc ở Mỹ, chứ không phải là cá lóc nhập từ Việt Nam qua nha các bạn. Cá lóc nhập từ Việt Nam qua cũng có nữa, mình có quay những cái clip trước á, clip cũ là có. Còn nhưng mà con cá lóc này là con cá lóc sống, sinh sống ngay tại Mỹ. Và mình lần đầu tiên mình ăn con cá này, và mình thấy nó bự á, mình mua về mình review thử, mình xem, mình nấu cháo cá cho các bạn xem ăn, để mình ăn thử coi có nó có ngon không ha. Để mình coi con cá này nặng, nó nặng bao nhiêu ký. Nó nặng 8 phao 7 85, có nghĩa là khoảng 4 ký 2 4 ký 3 vậy đó các bạn. Trời ơi. Wow. Wow các bạn. Wow. Chảy nước. Ôi, con cá lóc nè. Cá lóc. Bây giờ mình sẽ vô mình mần cho các bạn coi nha. Ok, vô.
Đây các bạn, bây giờ mình sẽ mổ bụng nó ra. Con cá này là con cá nó đã chết sẵn ở trong chợ nha các bạn. Có nghĩa là nó đã đánh bắt xong và người ta cấp đông nó liền và người ta đem ra chợ chứ không phải là cá tươi đâu nha. À, trời ơi các bạn. Thì nó cũng cái đầu nó cũng giống như trang cá lóc Việt Nam mình vậy đó. Mà cái đầu nó hơi dài, cái đầu nó dài hơn. Trời ơi. À, lúc trước mình có ăn con cá lóc, mình cũng nấu cháo mình ăn đó các bạn, cá lóc Việt Nam. Tức là cá lóc nuôi á, đông lạnh xong rồi được vận chuyển qua bên Việt Nam, bên Mỹ này và mình ăn. Nó cũng ngon nhưng mà nó không có bằng cá lóc mình ăn là nó còn sống, nó tươi thì nó khác. Cho nên bên Mỹ này mà muốn ăn thì phải chịu thôi. Không là phải chịu đông lạnh thôi các bạn, không còn cách nào khác hết. Mình sẽ mổ bụng nó ra xem các bạn xem cái ruột của nó giống cá lóc là nó ngon nhất là nhờ cái ruột. Bây giờ mình sẽ coi coi cái ruột con cá lóc này nó có giống không ha. À, cũng còn khá tươi các bạn, cái mang cũng còn đỏ lắm. Cái bụng này nó bự nè, mình nghĩ có trứng trong đây. Trứng không? Các bạn. Trứng cá lóc ngon. Trứng. Có chút xíu mà. Mày lấy cái kéo mà nhấp nó mở á, tách cái gì nó để. Mở nó không nè. Trứng nè. Trời ơi đã rồi. Hí. Cá lóc Việt Nam sao không thấy trứng ta? Không có. Có không? Sao ăn lần nào cũng không thấy cái trứng nè. Mình sẽ lấy nó ra từ từ. Trứng riêng, ruột riêng. Wow, hai cái bãi trứng của nó nè các bạn. Rồi. Đây. Đã chưa? Giờ mình sẽ bỏ riêng ra đây. Cho nó gọi bể, chút mình sẽ rửa kỹ lại nữa. Đây cái ruột của nó nè. Đây có bong bóng. Phải không xong. Hả? Xong nhưng mà cái giống nó khác. Giống nó khác. Ừ. Cá lóc này người ta câu bên Mỹ con thấy mà. Đây, cái ruột đây bò cái ruột của nó. Ruột nằm ngay đây. Đây nè các bạn. Rồi. Đây bên trong một chút nữa sẽ rửa sạch sẽ hết những cái trong đây nè các bạn, mấy cái đường gân máu của nó nè. Thì nó sẽ không có bị tanh nè, nhất là bên đây nè. Ừ, cũng không có tanh lắm. Ha ha, đã quá. À, bây giờ mình sẽ cái con cá lóc này mình sẽ nó bự lắm, mình làm cháo cá lóc nè. Cái gì nữa bạn? Canh chua hả? Đâu đâu mua đồ canh chua không? Ồ nhà có hả? À, canh chua cá lóc nè, cháo cá lóc nè. Rồi cá lóc có thể là lóc kho đó phải không? Tất cả mọi món luôn. Từ con cá tới 4 kg 4 kg 3 rồi. Wow. Ui trời ơi. Bây giờ mình cái công đoạn mà rửa cá này chỉ dành cho mẹ thôi, mẹ rửa mới kỹ được nó mới không có tanh. Con bóng rồi nè, để con vô bây giờ con bấm bằng cái tay.
Mẹ cắt ra trước mới rửa đúng không? Cho nó mới sạch đúng không? Ừ. Trời ơi, cái thịt của nó trắng tươi luôn á. Tươi không? Không tươi đâu, tự đông lạnh rồi mẹ. Đông lạnh. Ừ. Ăn chịu thôi chứ đâu có ngon nửa tươi được. Cũng được chứ không đến nỗi không tươi mà thịt nó hơi trắng. Thịt màu trắng nè, trắng tươi luôn nè. Ừ. Con khúc nào nó ăn chua. Cái này món tanh đây nè. Ừ, món tanh đó, ngay đó đó. Con cá chê hình như đúng vậy á. Này là bộ đồ lòng nha các bạn. Tôi chơi này chứ. Bên này con dạng nhỏ chút xíu đi con. Trứng cá nè các bạn. Trời ơi, nồi cá kho đã không? Ê, chắc trứng cá với cái này thôi quá. Cá khỏi ăn nè. Thôi ăn thử miếng thịt cá đi coi nó sao chứ. Nhiều không? Nhiều ý là nhiều cái gì nữa. Hàng chi nó kêu trời ơi rồi các bạn. Chia, chia. Miếng thịt cá đi. Bỏ miếng cá vô nè. Này tao lấy cái miếng này chia không? Không, múc con đi. Nhiều quá. Nhiều quá rồi. Mọi cá thôi, mọi cá thôi. Màu đẹp ghê Mộc. Đó, cho mày miếng mỡ đó. Bộ đồ lòng. Bộ lòng ngon quá. Trời, ngày của tôi. Giờ mời miếng cháo. Nhiêu đây thôi các bạn ơi. Tô cháo, tô cơm. Nên mình đã đẹp. Bữa nay mình giảm cân á các bạn. Cho nên mình ăn ít, mình ăn miếng nhiêu đây miếng cháo thôi. Với cộng với tô cơm nữa. Là nó tóm lại làm tô cháo tô cơm đó. Ừ, tô cháo tô cơm. Thôi miếng thôi đi. Đủ rồi. À, chém mắm mặn để... Chém nó mắm mặn luôn phải không? Nè, khổ qua của Mỹ đó các bạn. Ôi, ông múc cái này gì ông thử bị mặn cho con. Ủa vậy hả? Mày là mặn hả? Không có mặn thì vừa ăn nhưng mà ông múc cơm ít quá mà cá nhiều. Rồi tô cháo không đâu? Chọc, để nó lấy. Nên mình ăn ít xịu à. Mình ăn một cặp. Ăn ít xịu à, tô này với tô đó. Có hai tô à, cộng với mấy muối sầu riêng nữa rồi. Sầu riêng ăn lấy chơi thôi. Chào cả nhà nha. Bữa nay mình giảm cân cho nên mình ăn ít. Mỗi đứa hai tô. Để lấy cái muỗng rồi. Để cao lên. Giờ ăn nào trước ta? Thấy cái cơm là hấp dẫn hơn. Cơm thì ngon rồi. Ngon. Nhìn miếng cá là hết sảy rồi. Thôi mình quyết định mình sẽ ăn cơm trước. Ăn cơm trước là ông không bao giờ ăn cháo được. Ăn cơm xong rồi hết ăn cháo luôn. Ồ sao ngộ vậy? Tại vì cháo nó ít no hơn là cơm. Nhưng mà cơm nhìn hấp dẫn hơn cháo nữa phải không? Bởi vậy. Tôi mới ăn muỗng cơm đó thầy luôn. Giờ sao ta? Suy nghĩ. Ngồi đây ngồi. Ăn cũng phải suy nghĩ. Muỗng này muỗng kia. Ờ à, đúng rồi. Thôi tỏ thức ăn cơm. Không được, nếu mà không ăn này lần hồi cái này đổ cho ai. Cái này để được, chịu ăn được. Nhưng mà cái này ông hâm lại khó ăn không? Cái này chịu ăn được đúng không? Ừ, chịu mình hâm nóng rồi mình ăn được. Mình quyết định mình ăn cơm trước các bạn.
thử coi con cá lóc ở Mỹ ăn như thế nào nha. Thịt nó chắc mà nó ngọt dữ lắm các bạn. Chắc nguội luôn á. Chắc tùy theo loại cá chứ không phải là cháo. Cháo mày nấu giống như nhau à. Giờ nhắc là ngon lắm. Rất là ngon. Mà chết đã không lâu mình cũng ăn cháo mày nấu mà. Dạ bếp biết kho vừa ăn. Anh nghĩ là ở cá vậy. Cá con này cá mà... này ngon hơn con cá lóc, con cá chép một bữa luôn. Không? Cái gì đó. Trong này nó đắng đắng quá vậy. Cái này nè. À biết, nó bụng lắm. Trời ơi, bộ đồ lòng. Bộ đồ lòng cá lóc rồi các bạn biết rồi. Cái này cá lóc hả? Cá lóc á. Có lùm trứng nó đã vậy. Cái thịt nó ngon. Dạy rồi. Đúng rồi, dạy. Nãy mình coi là như 3 là 1 không? Con cá có giá 35 đồng. Là hơn 10 phao à? Thám phao mấy? Thám phao 7. Không, tôm hồi mình mua chỗ mình mua 14 đồng thôi. Chứ còn đợi mấy cái không thời mà. Gian khác mua 8-9 đồng bạc hơn. Tùy theo lúc. Trời ơi, giờ mình ăn qua cơm cá kho. Ủa mày ăn có xíu vậy hả? Mà mày bỏ. Không, chút nữa ăn tiếp. Cái cá kho nó dễ ăn cơm hơn là mình thường, với lại cháo mình không có hảo. Thật sự mình không có hảo cháo. Nhà mình như vậy luôn không ta? Không hảo cháo luôn. Ăn ăn thôi chứ không thích lắm. Thích như nào ăn cháo. Ủa trứng cá là trứng cá lóc hay là trứng cá thu à? Trứng cá lóc luôn. Ờ. Trứng cá thu chưa kho. Quá quá hấp dẫn. Ngon, béo ghê. Công nhận mẹ làm cá kỹ quá, không tanh luôn. Con này là nhỏ nhất trong ba con. Có hai con kia bự hơn. Ây da quá rồi. Ăn cơm nha anh, đừng có ăn hết cháo nó no đó. Ăn cơm nổi không? Nổi. Thiệt không? Cháo này đã bùng rồi. Cá kho còn cá đấm chậm. Em muốn no chứ anh ăn này của em ăn cháo. Được không? Phải. Quyết định nha. Cái trứng nó ngộ ta. Béo mẹ. Không con cá này ngon hơn con cá chép. Ngon hơn con cá chép bữa ha. Cá chép hơn. Bữa thịt nó lạc. Cứ ăn cơm cái chuyển qua ăn cháo, cái ăn cháo chuyển qua ăn cơm. Cái đùm trứng đúng không? Đồ, đùm ruột. Đồ lầm. Ừ. Bao tử. Tôi là tôi thấy là ông xong cái tô cơm đó rồi đó. Ăn cháo hết nổi rồi. Chắc vậy. Con cá lóc này mình mua ở chợ Trường Thịnh đó các bạn. Nếu ai ở Boston thì không ai biết, không ba không biết chợ Trường Thịnh đó. Nằm ở ngay thành phố Dorchester. Mọi người có muốn ăn thì có thể vô đó mua ăn. Nhưng mà còn hai con cá bự lắm ở trong đó đó. Này mình phải nấu lẩu được, nấu canh chua được, kho được, nấu cháo được. Ngon anh. Hả? Ngon. Ê, tô cháo có đau sắc không à? Tôi nhìn đâu là tôi biết cái sức ông ăn rồi. Biết tô cơm là xong rồi. Xong. Cái này phải đặt tôi rồi. Vừa muốn ăn cơm mà vừa muốn ăn cháo. Đúng không? Ừ, trứng béo ghê ngon á. Thật sự luôn á, bây giờ là hơn 3 giờ chiều. Sáng giờ mình không ăn gì á. Mà tô cơm có chút xíu bao nhiêu. Mà cá không? Cá nhiều chút thôi. Mà mình no rồi đó, thật sự luôn là ăn tô cháo đang không nổi. Ăn vậy thôi đó mập.
Mình bị là chắc là ăn đêm á, hay ăn đêm. Ừ, mà cứ 9 giờ đêm á là xuống lục đồ ăn. Thôi, cháo mà để thịt hai, để buổi chiều, đâu có hư hao gì. Bỏ mai cà quay hâm lại một cái là quất thôi. Ngon quá. Cái hủ qua nó đắng. Ừ. Cái hủ qua này là cái trái hủ qua mà Mỹ, hủ qua đèo á. Mà nó xấu lắm nha. Ôi, nó dai không à. Mà nó đắng khủng khiếp. Ừ. Nhưng tao, mà ai thích ăn đắng nha. Ờ tao cũng vậy á, thích ăn đắng vậy. Hủ qua ăn đắng vậy nè, mà ai thích ăn là mua hủ qua này ăn cho đã. Thử không? Ngon, thank you. Hủ qua đèo. Ăn khẩu đủ à. Ăn cái đó còn khổ dữ nữa. Ừ. Khổ qua mà. Đây là hủ chứ không phải khổ nữa. Hủ qua. Có nhiều người kêu sao. Ừ. Hủ qua cũng có người kêu, khổ qua cũng có người kêu. Nói chung là cái ngôn ngữ là do mình đặt ra. Do con người mình đặt ra thôi. Thì có người đặt ra vậy, người kêu sao thì tùy. Chán miệng sầu riêng. Trời ơi. Nhiêu đồng phao á? Cái này 11 đồng một phao, còn mã lai thì 12 đồng một phao. Hai trái nãy tôi mua cỡ 120 á. Nó mắc gấp đôi con tôm hùm mình mua ở đây các bạn. Mắc gấp đôi nha. Tôm hùm ở ngay cái chỗ mà mình đi mua sỉ á, chứ còn ở trong chợ thì hầu như giá bằng nhau 11 đồng. Nhưng mà mình chung mua sỉ có 5 đồng mấy một phao, cái này gấp đôi. Mắc gấp 4 lần con cá lóc mình đang ăn. Ê, một cục sầu riêng là một cục vàng đó. Thì nó màu vàng. Không, mà ăn cái sầu riêng mà cái gì Thái Lan mình thấy nó lại đáng hơn sầu riêng Mã Lai. Nếu mà nói về mà giống như gọi là số lượng á, tại vì nó nhiều muối hơn mà nó dày hơn. Xong rồi bỏ ra nhiều dữ vậy tí. Ừ, còn cái trái sáng khui dòng thấy không có mấy muối à. Mà cũng bằng giá tiền mà còn mắc hơn nữa. Nó tới 12 đồng phao lận. Bởi vì mốt mua này hơn đi, khỏi mua kia nữa. Đúng rồi, vừa lợi hơn nữa mà ngon hơn nữa. Tươi ngon hơn. Không có, có vài lần mua sầu riêng đông đá mà nó đã lột vỏ hết trơn rồi. Trong cái hộp phải không? À, có vài cái ăn ngon lắm. Mọi người mới ăn không ngon á, lạc. Phần đông á là nó rất là lạc, nó giống như nó là đồ giác của ai không á. Nhưng mà cũng có vài lần mình hên á, mình thấy có những cái muối ăn rất là ngon. Thôi chán miệng, sầu riêng đây. Dạ, no quá, chịu hết nổi. Ông thấy ngon hơn kia sầu Mã Lai không? Ông thích giữa thích nào hơn? Nào tao không thích. Thì tôi cũng thích hai thứ nhưng mà thích cái này hơn, nó lợi hơn. Nói ăn chung, được nhiều hơn. Nói chung ăn là thích rồi. Nó thơm, nó bùi hơn. Mà hộp nhỏ xíu. Ừ, hộp lép, cái muối bự vậy nè mà cái hộp có chút ép. Trời ơi má ơi, cái hộp. Rồi cái hộp nè. Cái đó là hộp cái gì? Quá ngon cái sầu riêng luôn. Hình như cái này nó có một cái gì đó nó làm cho cái hộp nó lép vậy để mục đích là không phải à. Không ai cái giống đó, cái giống này. Ừ. Cái giống là hộp lép luôn. Yeah. Ủa vậy sao lấy giống nó trồng tiếp cái cát ra? Tiết cành. Ờ tiết cành. Tiết cành thôi. Tiết cành. Chứ mấy cái hộp đâu có trồng được, lắm, nó lép xẹp luôn. Cũng công phu lắm á. Tiết cành này cũng có nhiều cái phương pháp nhưng mà nó cũng công phu lắm. Nhưng mà ngược lại nha, thì họ lại có sản phẩm nhiều hơn, phải gọi là sản phẩm không? Ừ. Coi như là mình lấy một cây sầu riêng mình tước cành ra đó, trong một cái thời gian ngắn á, mình có nhiều cái cây sầu riêng có trái. Ừ. Nó nhanh nó lạ hơn là mình trồng nguyên một cái cây từ cái hộp lên. Ừ, hộp lên. Đúng rồi, cũng đúng. Ừ. Ừ, ngon thiệt, cái hộp nhỏ xíu luôn các bạn. Ừ. Sầu riêng Mã Lai nè, nãy nè, là sầu riêng tươi luôn á. Trời ơi. Ông so đi. Cái hộp này mà luộc ăn luôn chứ mà. Bởi vậy mà ít muối hơn nữa. Làm giống chồng không nữa. Sang năm có ăn, khỏi mua. Mẹ tính hồi nãy chừa mấy hộp rồi chứ, mẹ không biết mẹ dục bà nên thôi tôi luộc nên tôi ăn rồi. Cái này luộc ăn ngon. Ừ. Lâu rồi tao không ăn hộp sầu riêng với hộp bích. Ăn mình đi nha. Đảo quá. Thôi chia tay khán giả đi.
Cái này để chiều mình thử tiếp, chứ giờ ăn tô cơm xong cá là ứ hự rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào liền những clip tiếp theo. Chợ Trần Thịnh, chợ Trần Thịnh còn hai con bự lắm, mọi người ghé vô đó mua ở Đọt Chatter nha, mua về ăn. Bye, hẹn gặp lại. Quên lên, quên mất nút thâu nữa nè. Bởi ngày sau